ngày Tết sợ Tết tụi con không về vì giữ xứ không yêu nên mới đem lên cho vợ chồng con nhỏ một giờ. Tôi kiếm cũng không vợ rồi xuống lại anh mà nhớ nhà mà yêu má nó làm tôi cũng đúng cái đời mà mua chồng mới chồng đâu mà để tôi khỏe quá quyền à. Về khu dưỡng lão.